Ngay cả khi hành trình tới UAE lần này có thể sẽ kết thúc với một thất bại, nhưng đây vẫn là nơi lưu giữ những cột mốc rất đáng nhớ của bóng đá Việt Nam. Những cột mốc mà chúng ta có được ở Asian Cup 2019 với những chiến thắng trước Yemen, đặc biệt là chiến thắng trước Jordani, và sau đó là màn trình diễn xuất sắc trước đội bóng hùng mạnh Nhật Bản. Và giờ đây chúng ta có thêm một cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên vượt qua vòng loại thứ hai của World Cup. Minh Vương, vẫn là Minh Vương rất nhịp nhàng. Tiến lên! Điều chúng ta mong chờ, điều chúng ta chờ mong cuối cùng cũng đã đến. Tiến Linh lần thứ hai đánh bại UAE ở chiến dịch vòng loại này. Phải là như vậy, kể cả có thua đi chăng nữa, tuy nhiên chúng ta vẫn phải có một bàn thắng để mang lại niềm vui cho các cổ động viên. Tiến Linh vẫn tỏ ra có duyên để ghi bàn vào lưới UAE. Các bạn hãy cùng thưởng thức lại màn thêu hoa rệt gấm này của đội tuyển Việt Nam. Minh Vương, Quang Hải, Minh Vương, Tiến Linh. Một loạt những tình huống phối hợp nhanh, nhuyễn và xuất sắc được kết thúc bằng cú chạm bóng tinh tế của Tiến Linh. Quá hay! Một pha phối hợp xứng đáng được đưa vào sách giáo khoa. Sự trở lại của Mark Hood, sự xuất hiện của De Lima đã thay đổi diện mạo của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Bóng đá luôn có rất nhiều những kịch bản khác nhau. Và ngày hôm nay chúng ta đã có những phương án chuẩn bị có lẽ là hợp lý nhất ở hoàn cảnh hiện tại trước khi bước vào trận đấu này. Cơ hội! Vẫn còn! Vẫn còn! Dứt điểm! Wow! Đó là Minh Vương! Đó là Minh Vương! Minh Vương quả là rất có duyên trong những trận đấu khi anh được tung vào sân từ băng ghế dự bị. Minh Vương đã có dấu ấn trong cả hai bàn thắng của đội tuyển Việt Nam ngày hôm nay. Thật tiếc là Minh Vương đã không vào sân sớm hơn. Chúng ta đang theo dõi lại những nỗ lực của Đức Huy. Và cú chạm bóng của Minh Vương thực sự là rất nhạy cảm. Đội tuyển Việt Nam rút ngắn cách biệt, khoảng cách giờ chỉ còn là một bàn. Nhưng quan trọng là tinh thần thi đấu không bao giờ bỏ cuộc vì người hâm mộ của đội tuyển Việt Nam, vì màu cờ sắc áo của những chàng trai áo đỏ. Đội bóng của chúng ta hiểu rằng việc trình diễn một màn thể hiện ấn tượng ngày hôm nay là một sự khích lệ lớn cho một chặng đường mà chúng ta sẽ đối diện với những đối thủ cực kỳ khó chịu ở vòng loại thứ 3. Và đội bóng đến lúc này đã làm rất tốt. Dù có thua đi chăng nữa thì điều đó cũng không còn quá quan trọng. Mà quan trọng là lúc này chúng ta vẫn đang thể hiện được một tinh thần thi đấu quyết tâm và nỗ lực đến những giây phút cuối cùng. Đó là điều đáng trân trọng nhất. Tất nhiên chúng ta sẽ cảm thấy tiếc với tình huống mà trọng tài không thổi penalty với Công Phượng khi Công Phượng bị một cầu thủ đối phương cản phá. Nhưng dù trận đấu này đã kết thúc rồi với chiến thắng 3-2 dành cho các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, đồng nghĩa với việc đội bóng này giành được 18 điểm, giành ngôi đầu của bảng G. Nhưng đây vẫn là một ngày lịch sử, ngày 16 tháng 6 năm 2021 vẫn là một ngày lịch sử với bóng đá Việt Nam khi chúng ta tiến vào vòng loại thứ 3 của World Cup 2022 khu vực châu Á lần đầu tiên trong lịch sử. Và xin một lần nữa được nhắc lại, chúng ta thua một trận đấu nhưng thắng một chiến dịch.